Chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Dạ. Dạ ngon miệng nha. Dạ rồi. Còn mẹ mẹ ôm nổi không? Ôm nổi không ngoại? Không biết. Không biết. Dạ. Đây đây đúng rồi, chị xin kinh giùm em. Dạ, ngoài này còn ăn chầu nè, cũng hiếm nữa này cô chú anh chị. Giờ kiếm ngoài ăn chầu khó lắm. Rồi con thay mặt nhà Tâm chúc nội sức khỏe năm mới nha. Dạ, và được cất tiền nha, coi chừng nó bay nha, chỉ cái máy nghe pháp nha. Dạ. Con chúc ông nội năm mới sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, tiền với cái máy con bỏ trong túi nha. Dạ, ông nội gán đợi con chút xíu, con gán con kéo kéo. Rồi. Rồi vậy em nội. Dạ. Chúc ông nội năm mới sức khỏe nha. Dạ. Ông nội lật đi. Dạ, ôm luôn nha. Mình trẻ trẻ mình đợi lại sau chút nha. Dạ, rồi này bỏ đâu ông nội? Bỏ túi ha, bỏ túi ha. Dạ rồi, về ông nội ha. Ừ. Qua bên kia chị. Qua bên kia. Rồi, thích ăn tôm chua cay không ngoại? Rồi, chúc ngoại sức khỏe năm mới nha. Dạ. Dạ, cất bỏ túi nha ngoại, coi chừng nó bay nha. Tại con bỏ trong nón nha. Dạ. Chúc nội sức khỏe năm mới nha nội. Dạ, nội nội cất tiền với cái máy vô trong túi nha nội. Đây nội cầm ha. Cầm, cầm. Dạ. Chúc nội năm mới sức khỏe năm mới nha. Dạ, với tấm lòng nhà Hảo Tâm. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội. Dạ nội nội cầm. Dạ dạ đi từ từ thôi nội ha. Nội đi từ. Rồi chúc ông nội năm mới sức khỏe nha. Dạ ngon miệng nha. Đây tiền nhét túi nha ông nội ơi. Nha. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng nhà Hảo Tâm là của anh chị Vũ Xuyến, anh chị Vũ Bồng, chị Tăng Hương. Dạ, thì và anh Tường có gửi về cho em là 1.300 đô Mỹ. Thì em đổi được với tỷ giá là 2.471.000 đồng 100 đô. Thì đối với 1.300 đô em đổi được là 32.123.000. Ở đây thì em mời cô chú anh chị xem giùm em nha. Dạ. Đối với nguyện vọng của các anh chị là mong muốn số tiền này sẽ hỗ trợ đến với nội ngoại có hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi thông qua sự giới thiệu cũng như là giúp đỡ ở tại chùa Phước Thọ ở tại thị trấn Vũng Liêm này. Thì ngay chỗ phút này vô thì cô chú anh chị đi khoảng chừng 2 km hơn là sẽ tới chợ Vũng Liêm. Còn cô chú anh chị đi hướng này thì sẽ xuống thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đây mà cô chú anh chị cùng xem hướng đi. Dạ, còn ngoài ra thì chùa Phước Thọ của chúng ta là nằm ngay chỗ này, cái bảng màu xanh xanh ở ấp An Nhơn, xã Trung gì đó. Nói chung em mới thấy coi được có chữ Trung thôi. Đó, nhưng mà huyện Vũng Liêm. Thì đối với nguyện vọng của nhà Hảo Tâm là mong muốn số tiền này sẽ hỗ trợ là 100 hoàn cảnh nội ngoại lớn tuổi hoặc là những hoàn cảnh khuyết tật, bệnh tật, là mỗi cái phần quà sẽ là 300.000. Thì em có nhờ bên sư phụ chùa Phước Thọ là liên hệ đặt trước giùm em 100 túi gạo, mỗi túi là 5 kg. Thì một túi gạo em mua là 20.000 đồng một ký. Thì em nhờ bên chùa mua như vậy là một túi 5 kg là 100.000. Thì ngày hôm nay cái phần quà gửi đến cho nội ngoại là một túi gạo 5 kg và 200.000 tiền mặt để cho những hoàn cảnh lớn tuổi có thể là đón năm mới cùng với những khoản tiền lì xì cũng như những phần gạo ăn cùng gia đình, mang rất là nhiều ý nghĩa phải không ạ? Vậy là một phần quà là 300.000, 100 người tương đương 30 triệu, còn dư lại là 2.123.000. Thì em sẽ thay mặt anh chị để gửi đến cúng dường coi như là thay lời cảm ơn đến với sư phụ chủ trì chùa Phước Thọ. Thì ngoài ra thì em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em sẽ xin phép anh Chí Nguyễn
là dùng những cái máy nghe pháp mà anh ấy gửi em mua là cũng còn đâu đó là 200 mấy chục cái lận, cũng gần 300 cái lận, thì em sẽ tiếp tục thay mặt anh Chí để hỗ trợ cho các nội ngoại nhận quà ở tại chùa Phước Thọ. Thì cảm ơn anh Chí rất là nhiều. Và bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị nha, em bưng cái thùng máy nghe pháp vô trong đây để tiến hành thay mặt anh tặng cho nội ngoại tại đây. Chung thì nó cũng khá là nặng nha cô chú anh chị. Đó. Còn nguyên thùng bên đây nữa nha anh Chí ơi. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị cùng vô trong chùa Phước Thọ chung với em nha. Vậy là chùa Phước Thọ nằm ở tại ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Đây cô chú anh chị xem là địa chỉ nha, cũng như là cái khu vực phát của chúng ta ngày hôm nay. Mấy anh mấy chú là chở nội ngoại tới nhận quà hả? Ủa sao không vô chùa ngồi? Thì ngày hôm nay thì em không biết là nhà hảo tâm thì biết sư phụ chùa này kể từ lúc nào. Tuy nhiên lần này nhà hảo tâm mong muốn là giới thiệu ngôi chùa cũng như là gieo duyên ngôi chùa đến với những nhà hảo tâm khác. Tại vì hôm bữa em có nói chuyện với sư phụ thì đầu tiên cảm thấy là sư phụ thật sự là rất là dễ thương luôn của chú anh chị. Nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng dễ thương lắm. Mà sư phụ nói rằng là như là kể từ lúc dịch tới giờ là chùa không có nhận được cái sự hỗ trợ của nhà hảo tâm nào hết. Thành ra là không có phát được cái phần quà nào đến với những hoàn cảnh khó khăn hết. Trong vòng mấy năm nay là chùa không có phát. Thành ra là lần này mà nghe tin nhà hảo tâm hỗ trợ á thì sư phụ rất là mừng. Rồi chào mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đang chở nội ngoại là nhân quả hả? Rồi chào mấy anh chị nha. Giờ chuẩn bị rồi đó. Vậy là đây là chùa Phước Thọ của chúng ta. Bên đây là có một bãi đậu xe của những hoàn cảnh lại nhận thì phải. Đâu cái camera vô vô quay cái. Rồi chào bà con nha. Ồ nhớ hay vậy ta. Dạ. Rồi đợi con chút xíu nghe. Đây là cổng chùa này cô chú anh chị. Vậy là ngôi chính điện ở chùa đã được xây dựng hoàn thành rồi. Chùa Phước Thọ nhấn 0.5 mới quay hết. Rồi em mời cô chú anh chị cùng vô chùa chung với em nha. Dạ ở đây thì cô chú anh chị xem Phật Bà Quan Âm ở đây. Ở đây như có một ngôi nhà dân sát bên với chùa. Camera quay lại cái cổng ở trên. Rồi quay xuống cái cổng ha. Chậm chậm thôi, đi máy chậm thôi. Dạ chào sư phụ. Dạ đây mời cô chú anh chị xem, đây là sư phụ của chùa. Dạ con chào sư phụ. Quý khán giả. Cảm ơn sư phụ. Ôi vậy là bà sao mà nội ngoại tới nhanh quá vậy? Dạ hẹn tới 9 giờ mà giờ 6 giờ có mặt nè hả? Dạ. Dạ, chút xíu con sẽ nói. Dạ, để bên đây luôn, chỗ mình phát quà luôn ạ. Dạ, rồi con chào các cô chú địa phương nha. Dạ, con xin phép. Dạ, đây là những nội ngoại lớn tuổi. Dạ, rồi chào anh. Dạ, chào chú. Ủa bữa nay hình như có phát chung với nhà hảo tâm nào khác phải không cô chú? Dạ có tiền đó chứ. Dạ bởi vậy sao con thấy? 200 mấy. Dạ của con thì chỉ có 100 thôi. Dạ rồi. Dạ vậy là mình phát nhà hảo tâm nào trước ạ? Bây giờ mình phát biểu miếng. Dạ phát biểu trước đi ha. Dạ rồi. Rồi mời em. Dạ được em ngồi đây để em dễ. Ở camera ngồi đây đi, quay nội ngoại đi. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn mấy anh. Em tên gì vậy? Em là Khương Nhật Minh. Dạ rồi. Camera quay zoom tận cảnh nội ngoại nha.
chậm thôi, lia máy chậm thôi nha. Dạ. Anh là bên tôi làm bí thư của xã Trung Thành. À, bí thư xã Trung Thành. Dạ. Được sự tài trợ của 11 mạnh thường quân cho lễ trao quà hôm nay. Hôm nay hội nạn nhân chất độc da cam huyện phối hợp với hội người cao tuổi của huyện và phối hợp với sư cô Dương Tâm trụ trì chùa Hội An Phước Thọ để tổ chức lễ trao quà Tết cho bà con. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ trao quà hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía nhà tài trợ. Xin trân trọng giới thiệu ông Khương Việt Minh, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Dạ dạ dạ. Về phía chùa thì xin trân trọng giới thiệu đi sư Như Tâm trụ trì chùa Phước Thọ. Về phía huyện, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Sơn là chủ tịch hội người cao tuổi của huyện. Và giới thiệu bà Trần Thị Thu Hà là chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam của huyện và tôi ạ. Về phía địa phương, về phía xã Trung Thành, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Tám là bí thư của xã Trung Thành, đề nghị chúng ta hoan nghênh cùng với chủ tịch hội người cao tuổi và hội nạn nhân chất độc của bốn xã có nhận quà hôm nay và hơn 220 bà con đến nhận quà, chúng ta đề nghị quân nhân chung ạ. Trước khi phát quà, trong trọng kính mời ni sư Như Tâm trụ trì chùa Phước Thọ sẽ phát biểu ý kiến mục đích yêu cầu của cuộc trao quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Dạ có, chưa có. Có, dạ cho em nói vài câu. Dạ. Đi mà chậm chậm thôi. Là chị của Diệu Thảo ở Mỹ cũng xuống để cùng phát quà. Thì có 11 mạnh thường quân để phát tâm cho quý vị Phật tử những phần quà yêu thương. Thay vì đồng thời, hôm nay thì cũng có dạ, dạ, con cảm ơn. Dạ, đầu tiên thì con là Khương Nhật Minh, xin mến chào các nội ngoại cô chú bác. Thì ngày hôm nay con thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm ở bên Mỹ xa quê hương, sau một năm mà làm lụng vất vả bên ấy, thì những nhà hảo tâm mới trích ra một cái phần tiền nho nhỏ để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở bên mình. Thì ngày hôm nay con thay mặt là chị, anh chị Vũ Xuyến, anh chị Vũ Bồng và chị Tăng Hương cũng như là anh Tường đã gửi về cho con là 1.300 đô la Mỹ. Thì con đổi được là 32.123.000. Theo như nguyện vọng của nhà hảo tâm
là mong muốn 30 triệu sẽ hỗ trợ cho 100 nội ngoại lớn tuổi hoặc là những hoàn cảnh bị khuyết tật, kém may mắn mà có đời sống khó khăn. Thì mỗi hoàn cảnh sẽ nhận được ở bên tấm lòng nhà hảo tâm bên con là một túi gạo 5kg thì trị giá là 100.000, tương đương với gạo 20.000 một ký, và một phần lì xì là 200.000. Thì tuy nhiên thì cái phần quà 300.000 là cũng rất là quý báu đối với một cái số lượng lớn mà nội ngoại nhận được trong ngày hôm nay. Tuy nhiên ngày hôm nay con lại tiếp tục xin phép một anh nhà hảo tâm. Anh ấy tên là anh Chí Nguyễn ở tại Mỹ. Anh ấy gửi cho con là mua những cái máy giảng pháp. Và đây là những cái máy niệm Phật cũng như là những cái máy nghe giảng pháp của thầy Thích Nhận Đức, trụ trì ở chùa Hộ Pháp ở ngoài Vũng Tàu. Cái này thì thật sự thì con không biết là nội ngoại có nhận được chưa ạ? Từ đó giờ nội ngoại có nào nhận được cái này không ạ? À? Dạ chưa ha. Vậy là hôm nay là nội ngoại là hữu duyên sẽ nhận được cái máy nghe pháp và cũng như là cái máy niệm Phật. Mỗi khi mà mình đau nhức hay là mình muốn khó ngủ hay gì đó thì mình có thể mở lên để mình nghe, mình niệm theo để mình dễ ngủ. Dạ, thì coi như đây là cái duyên của nội ngoại cũng như là đến với tấm lòng của nhà hảo tâm là anh Chí ở tại Mỹ. Tại vì cái máy này nếu mà mua ở ngoài thì rất là khó, tại đa số là họ chỉ tặng nhau thôi. Nếu mà nội ngoại nào mà thường xuyên đi chùa thì có cơ may mình nhận được. Còn bình thường mà nhận quà thì cũng ít có nhận được cái máy như thế này. Thì ở đây thì con cũng chia sẻ luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái sợi dây đeo. Dạ, con chia sẻ trước để cho nội ngoại có nhận được thì mình cũng có biết sử dụng nha. Thì cái này mình có thể là đeo vào cổ. Dạ, hoặc là mình để trên đầu nằm để mình ngủ mình nghe. Dạ, thì cái cách mở nó như thế nào ạ? Dạ, thì đầu tiên thì nội ngoại nhìn giùm con ha. Ở đây là có mấy cái nút nhỏ ở đây ha. Ở trên đây nó có một cái trái châu. Dạ, kế bên cái trái châu nó có một cái nút. Dạ, nó nằm trên đầu này nha nội ngoại. Nó có một cái nút màu trắng. Nội ngoại bật qua khi mà nội ngoại thấy nó cháy đèn. Dạ, thì có nghĩa là máy nó đã hoạt động. Nhưng mà phải đợi vài giây. Dạ, cái này là niệm Phật. Dạ, dành cho nội ngoại nào mà muốn niệm Phật theo. Dạ. Tuy nhiên thì nội ngoại nhìn giùm con mấy cái số ở đây, mấy cái cục đen đen ở đây. Nội ngoại bấm một cái nào cũng được, bấm một cái rồi đợi giùm con sẽ chuyển qua là giảng pháp. Mỗi một người chúng ta mình được nghe Phật pháp, mình được niệm Phật mỗi ngày, rồi mình phát nguyện con sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. Đây là người đại phước báo. Dạ, nội ngoại có hiểu cái cách sử dụng chưa ạ? À? Dạ, cái kế với trái châu này có cái nút màu trắng trắng. Mình gạt qua là nó mở, hoặc là mình gạt ngược lại thì nó tắt. Vậy nội ngoại ha, khi nào mà nội ngoại không còn nghe được nữa là nó hết pin. Nó hết pin thì ở trong cái hộp nó có cục sạc, cũng như là sợi dây sạc nha. Dạ. Ở đây, là cái cục sạc. Cái cục này thì mình ghim vô cái ổ điện ở nhà nội ngoại ha. Còn cái đầu này á, nhìn giùm con nha, một cái đầu lớn á thì mình ghim ở phía sau cái cục sạc này. Dạ, cái này nó mới thành ra nó gắn hơi cứng. Nội ngoại nào tay yếu thì nhờ con cháu gắn ha. Còn cái đầu nhỏ này á là nội ngoại ghim vô kế cái trái châu giùm con luôn, nó có cái lỗ màu đen đen nè. Nội ngoại ghim vô. Dạ, là ghim vô như thế này. Ghim cái đầu nào nó cũng được, tại cái loại này là mới. Dạ, còn cái đầu này mình ghim vô điện là nó sạc. Dạ, hoặc là nội ngoại nào cái giường của mình gần cái ổ điện á thì ghim luôn cho con luôn cũng được, nó không sao hết ha. Dạ, đó thì cái này là nó sạc pin cho cái máy. Dạ, nội ngoại hiểu hết chưa? Dạ rồi, rồi hôm nay nội ngoại nhận được cái phần quà này nội ngoại vui không? Dạ, rồi cảm ơn nội ngoại. Thì tuy nhiên thì bữa nay con cũng không có biết là ở bên chùa là phát thêm tới 100 mấy chục nội ngoại nữa. Thành ra con cũng không để chút xíu nữa để con xem. Nếu mà nội ngoại nào nhận cái phần quà mà bên chùa phát mà độ tuổi từ 65 tuổi trở lên á, mà vẫn chưa nhận được cái máy này á, thì ở lại giúp giùm con.
để con sẽ xin nhà hảo tâm anh Chí để tặng cho nội ngoại mà nhận phần quà ở bên chùa gửi. Dạ, là khác với phần quà của con, tại của con chỉ có 100 nội ngoại thôi, còn ở bên chùa là hình như 100 mấy sư phụ ha. Dạ, 120. Dạ, thì trong 120 hoàn cảnh còn lại mà nội ngoại nào mà từ 65 tuổi trở lên mà muốn nhận cái máy nghe pháp thì ở lại giúp giùm con. Còn 100 hoàn cảnh mà con trao hôm nay là đều nhận được hết. Thì để con xem có duyên với hoàn cảnh nội ngoại nào ha. Dạ, nội ngoại hiểu quá chưa à? Dạ, thì con cũng thay mặt tấm lòng nhà hảo tâm, năm mới thì chúc nội ngoại luôn giữ gìn sức khỏe của mình, và cũng hy vọng là sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến ngôi chùa của mình là chùa Phước Thọ cũng như là địa phương của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ lâu dài và thường xuyên đến với nội ngoại trong năm mới sắp tới. Con xin hết ạ. Dạ, 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 cảm ơn mình. Dạ, cảm ơn anh. Đại diện cho đơn vị tài trợ. Để tiếp theo thì tôi cũng xin đại diện chỗ hội nạn nhân chất độc da cam, hội người cao tuổi của huyện. Trước nhất xin chân thành cảm ơn chỗ nhà tài trợ ông Phương Nhật Minh cùng với 11 vị mạnh thường quân đã hỗ trợ các quà hôm nay. Đặc biệt là xin cảm ơn chỗ ni sư Nhân Tâm đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho hội chúng tôi để trợ cấp những cái phần quà đến với người khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân da cam và người già đơn thân, có được thêm một phần quà để góp phần hưởng một mùa xuân vui, hạnh phúc và tiết kiệm. Đại diện nhà tài trợ xin chân thành ghi nhận tri ân những cái nghĩa cử cao đẹp của các vị mạnh thường quân, đặc biệt là ngay chỗ ni sư. Sau cùng thì đại diện cho hai hội cùng kính chúc quý nhà hảo tâm cùng với chỗ ni sư và 22 gia đình nhận quà hôm nay trước thềm năm mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài trong năm 2024. Xin hết ạ. Còn cái hình thức phát quà thì để giữ tật tự chung, để cho chúng ta phát quà cho nó dễ, thì chúng ta sẽ phát quà từng cái hàng một. Hàng một thì chúng tôi sẽ mời từng hàng một. Nếu ai cầm giấy trên tay thì cũng có điều có quà hết, sẽ mời hết một hàng 10 người này đi ra. Rồi xong tới hàng thứ hai ha, chúng ta ngồi giữ tật tự. Thì cũng báo thêm với quý vị là trong cái 11 vị mạnh thường quân này hỗ trợ, do đó mà thêm dạ, mà thêm mà một phần người tôm à, dạ, dạ, thêm một phần người tôm nữa là cái phần quà hôm nay vừa là gạo vừa là tiền mặt người tôm thì trị giá là 370 ngàn. À, thì dạ, cũng báo với quý bà con lắng nghe. Bây giờ tiếp tục mình là mình phát được chưa? Dạ được ạ, dạ được ạ. Ủa giờ của em trước hay là còn phát thì mời dạ, chỗ Nhật Minh qua đứng bên đây. Dạ rồi, tôi mời từng dạ, hàng qua rồi mời chỗ ăn dạ, xin lỗi. Dạ, dùm mày tám với sơn ra phát dùm mà gạo với mì tôm. Chú dùm mình bây giờ mình cho bưng mì tôm bên đó dâng qua chú cho phát tiền cái dạ, gạo rồi đi ra luôn. Dạ rồi, dạ rồi. Mì tôm rồi mình phát gạo, mình phát tiền là cho bà con ta đi ra về luôn. Dạ, dạ. Vậy thì con đứng bên đây nha. Từ đâu ấy qua. Dạ, đứng bên đây tại vì đứng qua thì. Chú mình phát hai cái xe này trước cho người ta đi ra trước. Dạ. Camera chịu khó đứng coi. À chị dạ, cái này 2 triệu mấy, hồi em gửi cho sư phụ sao nghe cô chú anh chị. Bà con ngồi ổn định nha, nếu có thơ trên tay thì mình sẽ có quà, trước sau thì mình cũng sẽ có. Còn những cái bà con mà không có thơ thì cũng xin ngồi lại chỗ chiếc xe này mình có thể cho giải quyết trước nè. Dạ, đi ra cho trống đi. Dạ được, dạ được. Từ từ đi, lấy cái phiếu trước. Từ từ, ai xin phiếu. Dạ, ai lấy phiếu giùm em đi. Dạ rồi rồi. Dạ, cho nói rồi, cho nói rồi. Dạ, dạ, vậy là chào ha. Rồi rồi trời. Rồi chúc chú năm mới sức khỏe nha. Rồi. Dạ, ngon miệng nha. Dạ. Rồi có miệng nữa.
Dạ. Rồi chúc bác năm mới sức khỏe ngon miệng nha bác. Dạ. Nhà sức khỏe nha. Cảm ơn bác. Dạ. Chúc bác ngoài bán đắt năm mới luôn. Cảm ơn bác. Dạ. Dạ dạ có. Nằm dưới xe. Rồi, chúc chú gia đình ngon miệng. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mời ở đây ra trước. Rồi ra trước phát bị đi, phát bị cái qua đó đưa tiền đi thưa dạ. Rồi tới đây. Dạ, chúc ngoại sức khỏe năm mới nha ngoại. Ngon miệng sức khỏe, này con bỏ vô trong bọc cho ngoại nha. Nha. Dạ. Rồi tiền với cái máy trong đó nha ngoại. Dạ. 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 Dạ, chắc ngoại đông quá anh nổi hả ngoại? Dạ thì chú bưng luôn con nha. Dạ. Ôm giùm cho. Rồi cái máy nghe kinh Phật nha, với phần lì xì, chúc ngoại sức khỏe năm mới. Dạ, chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Chúc nhà tôi trời nhờ nhà sức khỏe. Cảm ơn ngoại, năm mới sức khỏe. Dạ, cất tiền nha ngoại. Coi chừng gớt tiền nha ngoại. Không? Dạ nói không ngoài. Đây 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 ngoài bỏ vô túi đi ngoài, ngoài bỏ vô túi. Dạ dạ. Giùm nữa hả bà? Người ai đi với bà? Đây đây ngoài. Bỏ vô đây đi ngoài. Bỏ vô đây đi ngoài. Người ai chở bà đi? Dạ rồi. Xem đâu ôm chở bây giờ. Của ai đẩy nó phiếu nè. À dạ dạ rồi. Dạ, vậy là đi bệnh viện nghe không ai? Chị của ngoài. Ngồi quay lại. Đây con gửi luôn nha ngoại. Dạ đây cái máy nha ngoại. Còn kia con bỏ trong cái này của ngoại nè. Dạ đây đây con bỏ vô thêm luôn nha. Đây là hai cái máy với 400 ngàn nha. Dạ rồi. Rồi nha ngoại. Dạ. Đây đây là ngoài thùng mì nè ngoài. Dạ. À chắc có lẽ mình phát một cái rồi cho người ta quay vòng lại. Dạ dạ. Dạ đúng rồi nó bị lộn xộn á. Rồi con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Năm mới nha. Chúc ngoại ngon miệng. Dạ. Dạ rồi đi từ từ không ngoại. Khó đi. Rồi con chúc nội sức khỏe năm mới nha. À, thông báo cho bà con luôn nếu ai có nhận giùm. Dạ cầm tiền. Chỉ nhận một phiếu thôi. Lát ra rồi quay trở lại nhận nghe chứ không có nhận hai phiếu mặt được nha. Từ từ vậy để cho các con đi qua đá. Chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Dạ dạ ngon miệng nha. Dạ rồi còn mẹ mẹ ôm nổi không? Ôm nổi không ngoại? Không biết. Không biết. Dạ đây 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 đúng rồi chị xin ghi giùm em. Dạ, ngoài này còn ăn chầu nè, cũng hiếm nữa nè cô chú anh chị. Giờ kiếm ngoài ăn chầu khó lắm. Rồi con thay mặt nhà Tâm chúc nội sức khỏe năm mới nha. Dạ, rồi nó cất tiền nha, coi chừng nó bay nha. Chỉ cái máy nghe pháp nha. Dạ. Con chúc ông nội năm mới sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, tiền với cái máy con bỏ trong túi nha. Dạ. Ông nội gán đợi con chút xíu, con gán con kéo kéo. Rồi, rồi vậy em nội. Dạ. Chúc ông nội năm mới sức khỏe nha. Dạ. Ông nội lật đi. Dạ, ôm luôn nha. Mình trẻ trẻ mình đợi lại sau chút nha. Dạ, rồi này bỏ đâu ông nội? Bỏ túi nha, bỏ túi nha. Dạ rồi, vậy ông nội ha. Ừ. Qua bên kia chị. Qua bên kia. Rồi. Thích ăn tôm chua cay hả ngoại? Rồi chúc ngoại sức khỏe năm mới nha. Dạ. Dạ cất bỏ túi nha ngoại, coi chừng nó bay nha. Tại con bỏ trong nón nha. Dạ.
chúc nội sức khỏe năm mới nghe nội. Ừ. Dạ nội nội cất tiền với cái máy vô trong túi nghe nội. Đây nội cầm ha. Cầm, cầm. Dạ. Chúc nội năm mới sức khỏe năm mới nha. Dạ, với tấm lòng nhà hảo tâm. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội. Dạ nội nội cầm. Dạ dạ đi từ từ thôi nội ha. Nội đi từ. Rồi chúc ông nội năm mới sức khỏe nha. Dạ ngon miệng nha. Đầy tiền nhét túi nha ông nội ơi. Ha. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ. Ủa nãy có gặp cô ngoài chợ đúng không ạ? Phật tử chùa. À. Phật tử chùa. Này Phật tử chùa. Rồi thôi bỏ vô đi cô. Con chúc ngoại sức khỏe năm mới nha. Dạ rồi, dạ ngoại giữ nè con nha. Cái máy này máy niệm Phật nha ngoại. Cái máy nghe kinh Phật nha. Dạ rồi, ngoại đi từ từ thôi. Giờ chị bưng gạo cho em đi. Dạ, rồi chúc cô năm mới sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Rồi, bước lên. Chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Thích cái này đúng không ngoại? Dạ. Mà đi với ai? Dạ. Đi, mười đi con mình nào con ơi. Dạ. Chúc nội năm mới sức khỏe nghe nội. Dạ. Dạ. Rồi con chúc nội năm mới sức khỏe nha. Dạ. Dạ để nội. Dạ. Dạ chúc ngoại năm mới sức khỏe. Ủa sao biết tên con vậy? Mình có thư là mình sẽ có quà. À giờ giới thiệu à đúng rồi. Rồi con chúc nội năm mới sức khỏe. Dạ vậy ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Dạ chúc ngoại năm mới sức khỏe vui vẻ ngon miệng nha. Dạ cảm ơn ngoại. Dạ rồi chúc ngoại tết vui vẻ. Dạ dạ xúc lên đây. Con chúc nội sức khỏe năm mới nha. Dạ. Con chúc ngoại năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Rồi bạn sức khỏe nha bà. Cảm ơn cô. Chúc nội năm mới sức khỏe nghe nội. Rồi. Nha, dạ. Dạ. Rồi, bây giờ cái này giùm em nha. Rồi đây. Rồi. Rồi năm mới chúc cô sức khỏe nha, gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi. Năm mới chúc nội sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Năm mới chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ. Được rồi. Dạ. Từ từ đi. Năm mới chúc ngoại sức khỏe ngon miệng nha. Dạ dạ. Dạ được, yên tâm đi chị, yên tâm đi. Dạ. Từ đừng có lắm nha. Con chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Dạ ngon miệng nha. Dạ. Rồi con năm mới chúc nội sức khỏe nghe nội. Dạ. 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 Rồi năm mới chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ gia đình ngon miệng. Dạ. Dạ. Rồi năm mới chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Năm mới chúc ngoại ngon miệng sức khỏe nha. Dạ, ngoài ngoài đây cô chừng bay cái này nè ngoài. Dạ, máy khác lụm được chứ cái này bay khó lụm. Rồi chúc nội năm mới sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Năm mới chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ, dạ ngon miệng nha. Có cái máy để tập máy. Dạ. Dạ. Cảm ơn dạ, chúc cô năm mới ngon miệng gia đình nha. Dạ. Dạ, năm mới chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ, năm mới chúc ngoại gia đình ngon miệng sức khỏe nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ rồi.
chúc cô năm mới gia đình ngon miệng sức khỏe nghe cô. Dạ dạ cô nhận chú dạo nha. Chúc ngoại năm mới sức khỏe và gia đình ngon miệng nha ngoại. Dạ rồi những chú gạo nha ngoại, kinh nói ngoại, con chúc nội năm mới sức khỏe nha và gia đình ngon miệng nha nội. Dạ được không nội? Dạ được ha. Dạ dạ con chúc ngoại năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ 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 từ 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 dạ. Nói không ngoại? Dạ rồi gửi chị nha. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Rồi chúc cô năm mới gia đình ngon miệng sức khỏe nha. Dạ dạ rồi. Dạ còn bao gạo nữa. Dạ buồn quá à. Chúc nội năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Nha dạ. Dạ chúc ngoại năm mới sức khỏe ngon miệng nha ngoại. Dạ dạ rồi ngoại dặn chú gạo nha. Dạ rồi con chúc ngoại năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ rồi rồi chị để gạo. Dạ rồi chào ngoại nha. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi rồi lên đây anh ơi. Anh lên đây luôn. Rồi chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi chúc anh gia đình năm mới ngon miệng nha. Dạ ủa anh cái bà già quá rồi nhất bà trên cái máy kinh có không số nhà bán cái máy kinh rồi đây cảm ơn nhiều nha. Rồi. Dạ, rồi chúc nội năm mới sức khỏe nghe nội. Có cái máy mừng quá anh ạ. Dạ chúc nội năm mới sức khỏe nha ngon miệng. Dạ coi chừng gớt cái máy nha nội. Chú năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ cảm ơn. Dạ rồi rồi chúc chị sức khỏe ngon miệng nha. Dạ rồi rồi chúc nội năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ cảm ơn cô. Chúc ngoại năm mới sức khỏe nha ngoại. Dạ gia đình ngon miệng nha ngoại. Dạ rồi con chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Dạ hồi năm rồi tôi nhớ chú ở ngoài chợ. Dạ đúng rồi. Dạ tôi nhớ. Dạ đúng rồi dạ đúng rồi. Rồi con chúc ông ngoại năm mới sức khỏe nha và ngon miệng nha. Dạ dạ nội con chúc nội năm mới sức khỏe và ngon miệng nha. Cái nội bà nghe nội 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 ha nội nội. Dạ nhét nhét tiền vô túi đi nè. Bỏ cái máy với tiền đây đây con bỏ phụ. Dạ rồi rồi ngon lành. Dạ dạ đưa được rồi. Rồi con chúc ông nội sức khỏe nha. Cái máy nghe giảng kinh Phật nha và phần lì xì nha. Dạ này này em rồi rồi chị gửi cho mẹ giùm em nha. Dạ. Con chúc ông nội sức khỏe năm mới nha. Dạ dạ với tấm lòng nhà hảo tâm nha. Dạ đủ rồi đó. Dạ cảm ơn ông nội. Dạ đi từ từ thôi. Dạ năm mới con chúc nội sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ con gửi 200.000 với cái lì cái máy nghe kinh Phật nha. Dạ cảm ơn. Dạ 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 chịu. Chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc chú vạn sự bình an. Dạ, năm mới chúc ngoại nhiều sức khỏe. Năm mới chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, năm mới chúc nội nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ ngon miệng nha nội. Dạ cảm ơn. Dạ rồi. Cô đi tới đây luôn đi. Dạ, năm mới chúc ngoại sức khỏe và ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn nội. Dạ. Dạ rồi, rồi gửi giùm con nha. Dạ. Dạ, đây gửi phần quà giùm con.
Dạ. Rồi chúc cô năm mới sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Nhà ngon miệng nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi chúc cô năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Có hứa mà chị nuôi người tiểu đường với người què mà bây giờ chờ. Bây giờ dạ ngồi đợi con nha. Dạ rồi dạ, ngồi tiên hồi con xin nhà ở tâm chứ. Dạ khác hả? Dạ dạ con cảm ơn dạ. Rồi chúc bác sức khỏe nha. Năm mới nha. Dạ. Chúc ông ngoại sức khỏe năm mới nha. Con bỏ tiền vô đây nha. Dạ gia đình ngon miệng. Dạ. Rồi con năm mới chúc ông ngoại sức khỏe nha. Gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi. Rồi năm mới chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Dạ năm mới chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ. Dạ ngon miệng nha ngoại. Dạ rồi. Dạ năm mới chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Dạ ngon miệng nha ngoại. Dạ. Rồi bước sáng đi bạn. Dạ. Qua đi. Đi không có được. Dạ. Năm mới chúc nội sức khỏe ngon miệng nha. Dạ cái máy nghe kinh nha nội. Dạ nó kinh nổi không? Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Bỏ túi nha nội. Dạ. Năm mới chúc ngoại sức khỏe phục hồi nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ dạ. Dạ đi từ từ không mày, đi từ từ không gấp, không gấp. Dạ. Rồi năm mới chúc chú phù hồi sức khỏe nha. Giờ mua hoa bán đắt nha. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Luôn. Mới gặp ngoài chợ. Dạ. Đây đây là chú nhận cái gạo cái này. Dạ. Dạ đi từ từ thôi. Chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ mua hoa bán đắt nha. Dạ. Dạ. Rồi năm mới chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Cảm ơn. Dạ. Nhét xuống bao gạo đi. Dạ đây. Có tiền nữa hả? Dạ có quà mà có tiền nữa, mà có máy nghe kinh Phật nữa. Dạ dạ rồi. Rồi chúc ông nội sức khỏe năm mới nha. Con bỏ vô trong đây hết nha. Rồi cảm ơn. Dạ rồi. Rồi con chúc ngoại năm mới sức khỏe nha ngoại. Dạ này tiền nha. Cái này là gạo, cái này cái máy nghe kinh Phật. Cảm ơn ngoại. Dạ. Rồi. Rồi chúc bác năm mới sức khỏe nha. Dạ đây. Dạ. Rồi chúc bác năm mới sức khỏe nha. Tiền cũng nhét vô nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ năm mới nha. Dạ. Rồi con chúc ngoại năm mới sức khỏe nha. Gia đình ngon miệng nha. Dạ. Năm mới chúc nội gia đình ngon miệng sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi năm mới chúc bác sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi năm mới chúc chú ngon miệng nha, cùng gia đình nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Năm mới chúc nội sức khỏe nghe nội. Cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ, dạ, nội với anh sức khỏe. Sống được 100 tuổi. Cảm ơn nội. Sống hơn nội là là con mừng dữ lắm rồi. Dạ, sống rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ, dạ. Dạ rồi, năm mới chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ, đây con nhét vô cái máy vô đây. Dạ rồi. Ủa sao cái túi nó vừa cái máy dữ vậy không biết nữa. Dạ không biết lúc mà sản xuất cái máy này có giống. Dạ. Chúc nội năm mới sức khỏe nghe nội. Dạ. Dạ ngon miệng nha. Dạ. Rồi chúc cô năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ rồi. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Cho ba ha. Dạ. Dạ. Rồi những tấn gạo của chị. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ. Rồi chúc cô năm mới sức khỏe nha. Phục hồi sức khỏe. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha.
Dạ vậy anh nhận bao gạo đi. Cô này của Vinh không nổi đâu. Rồi chúc cô sức khỏe năm mới nha. Phục hồi sức khỏe, mua ai bán đắt. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Chị muốn xin cho ai? Dạ cha chồng em. Cha chồng ha. Rồi thôi gửi em. Dạ. Rồi con chúc bác sức khỏe năm mới nha. Cảm ơn. Dạ dạ. Cái này phải hỏi trong đây mới được. Cô đi vòng qua bên đây đi. Cô qua bên kia giùm con đi nha. Dạ. Tại vì ở đây bên người ta đang kiểm phiếu theo địa phương. Dạ rồi. Rồi cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe năm mới nha. Dạ chúc cô năm mới gia đình con miệng nha, sức khỏe nha. Sợ để cái bạn nhỏ này ngoài mình. Dạ dạ bởi thế cũng tội nghiệp. Rồi chúc chị gia đình con miệng nha. Dạ. Dạ được. Vậy hả? Rồi thôi rồi gỡ cái máy cho con đi. Nếu mà đang nằm chỗ thì phải nên nghe mới được. Dạ. Ha. Dạ. 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 Rồi vậy thì gỡ giùm con nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi chúc cô gia đình con miệng nha. Dạ. Cô nghe hay ai nghe? Cô nghe. Cô thích nghe ha. Chúc cô sức khỏe. Mừng lắm. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe, gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. À, hình như nãy nội có một cái máy rồi phải không? Dạ chúc nội ngon miệng nha. Dạ rồi. Nói nói không nội. Dạ. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ. Rồi chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ rồi. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ. Mẹ chị lớn tuổi chưa? Ồ 90 hả? Dạ dạ cần phải nên. Dạ đứng 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 đi đợi con. Đứng đứng đợi con chút xíu con làm không kịp với cô luôn. Rồi chúc cô nên sức khỏe năm mới nha. Đưa bỏ túi cho bà đi. Dạ bỏ đâu ạ? Dạ đâu ạ? Giờ đây còn tiền nè, cái tiền mới quan trọng nè, nó bay này. Rồi chú ông nội năm mới sức khỏe nha. Gia đình ngon miệng. Dạ. Rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ. Rồi chúc cô năm mới sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Dạ đây nè con gửi ngoại nha. Máy nghe kinh Phật. Dạ chúc ngoại sức khỏe nha. Ngon miệng nha. Rồi. À, khoan khoan. Đợi em ra em lấy cái máy giảng pháp cho nữa. Em không có nghĩ là đông quá rồi giờ thiếu rồi. Đợi chút xíu nha. Dạ dạ còn con còn máy mà. Để con ghim vô cái camera ngưng ngưng chút xíu. Cô chỉ cần mở cái lên cái là tụng tân tụng kinh thôi. Khoan khoan đợi em chút xíu. À, cô chú anh chị biết là em còn hai chùa nữa, là chùa Quan Âm chiều nay và chùa Long Thành ngày mai nữa. Thành ra là thôi tùy duyên cô chú anh chị. Cho nội. Dạ. Con tặng cho nội cái máy niệm Phật nha. Dạ. Rồi chúc nội sức khỏe nha. Nghe nội. Dạ. Dư rồi mà. Bà này mới dư rồi mà. Dạ rồi. Dạ rồi rồi. Rồi nội về nha. Nội về nghỉ ngơi nha. Trời ơi tội nghiệp quá nội quên hết trơn rồi. Dạ. Rồi thôi gửi chị nha. Dạ. Bây giờ chắc có lẽ là em chỉ em thông cảm nha, tại vì bây giờ em còn hai cái chùa nữa phải có người già đi mới được. Dạ thông cảm em nha. Dạ, cô này cô không thấy đường nè. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Rồi chúc chú sức khỏe nha. Rồi hộp đó nữa không chú nhận gạo thôi nha. Không có nè. Không có này người già thì là già này của người già nó lãnh cao tuổi nè. Thông cảm giùm con đi ha. Dạ dạ. Rồi chúc bác sức khỏe nha, năm mới nha. Dạ. Tiền vô. Dạ bác phải cầm. Rồi chúc bác sức khỏe năm mới nha. Dạ. Dạ. Rồi chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ.
thông cảm giùm em nghe, bữa nay em người già đi em mới gửi được nha. Dạ dạ rồi, chúc chú ngon miệng. Cô chú anh chị thông cảm giùm em nghe, tại em còn hai chùa lận, hai chùa nó không đủ số lượng, thành ra chỉ có người già mà đi tới thì em mới gửi được thôi. Dạ rồi, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ cảm ơn. Dạ gia đình sức khỏe nha. Cảm ơn chị, chúc gia đình ngon miệng để có nhiều phần quà cho bà con. Dạ hy vọng gặp chị vào năm sau nha. Dạ chúc cô gia đình ngon miệng nha. Có thể quan hỷ cho em cái máy để cho em nghe được không? Thông cảm giùm em cái, em hết, em hết. Dạ tại vì em còn hai cái chùa nữa, thông cảm giùm em nha. Dạ để em, dạ thông cảm giùm em cái nha. Dạ chúc cô sức khỏe ngon miệng nha. Cho em cái máy đi. Không, thông cảm luôn giùm em đi nha. Dạ dạ thông cảm giùm con nha. Chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ chị dạ. Dạ, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ, nhận gạo em. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Rồi, con chúc ông nội sức khỏe nha, năm mới nha. Ủa, hồi nãy con có đưa cho nội mà. Dạ, thông cảm giùm con, cháu con gửi không có được nha. Hồi nãy con có gửi cho nội rồi nha. Dạ. Dạ rồi, chúc cô gia đình ngon miệng. Dạ thông cảm giùm em nha. Dạ thông cảm giùm con nha, tại vì cái đợt này người lớn tuổi đi con mới gửi được, con còn hai chùa nữa, thông cảm giùm con nha. Anh dạ cảm cái cô, anh cho em cái cô xin điều cho bà dặn cái đi. Dạ không không, thông cảm giùm em nha, nhận như đó giùm em thôi nha. Dạ chúc ông nội sức khỏe nha. Dạ dạ rồi. Dạ dạ đi từ từ thôi ông nội. Rồi chúc anh gia đình ngon miệng, thông cảm, thông cảm giùm em nha, lần này em không đủ nha. Dạ thông cảm giùm em. Rồi chúc bác gia đình ngon miệng nha. Dạ thông cảm giùm con nha. Dạ rồi chúc chị gia đình ngon miệng, chúc cô gia đình ngon miệng năm mới nha. Dạ dạ cái máy nhạc kinh, thông cảm giùm em, lần này em không có đủ nha. Mấy tuổi á. Dạ thông cảm, thông cảm thông cảm giùm em đi nha. Dạ dạ xin cái cho bà. Rồi chúc bác sức khỏe nha. Dạ đúng đúng đúng, con biết rồi. Trời ơi con khó xử lắm nè. Anh có chưa? Rồi rồi thôi, rồi rồi thôi, thông cảm giùm em nha. Dạ tại em còn hai chùa nữa bà con ơi. Thông cảm con cái, con sợ không đủ thì nó không đúng cái lời hứa. Dạ rồi chúc bác sức khỏe. Dạ đây. Dạ rồi chúc anh gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi chúc cô ngon miệng sức khỏe nha. Dạ dạ gửi tặng cô cái máy nha, chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi chúc chị gia đình ngon miệng. Dạ rồi chúc chú gia đình ngon miệng nha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, em hết tiền nhà Hảo Tâm rồi. Dạ dạ ai đây gửi ông nội ha. Dạ dạ già quá rồi. Dạ dạ cho chị phải tiền đi ha. Dạ dạ đúng rồi. Rồi chị phát tiền nha, em thấy người lớn tuổi thì em hỗ trợ máy. Dạ. Dạ. Em qua đây. Chú cũng muốn hả? Chú bên chùa hay là bên đây? Đây đây. Đây con gửi tặng chú trước một cái nha. Cảm ơn chú. Cái gì chú phụ. Em cũng muốn nữa. Dạ. Chú bên địa phương ha. Rồi thôi hỗ trợ cho chú nha. Dạ rồi. Dạ. Thông cảm giùm con. Con mà không kẹt hai cái chùa nữa là con phát hết cho bà con luôn rồi đó. Bây giờ con lỡ con hứa với bên hai bên chùa kia rồi. Thành ra là cái máy giờ con phải giới hạn dữ lắm luôn. Là cái máy này bình thường là 170.000 mà con mua một lần 300 cái là 51 triệu. Dạ. Rồi con mua nhà Hảo Tông. Phải thành ra là thông cảm giùm con. Thiệt sự là già con mới gửi được ha. Dạ không được.
má gì cho ngoại em. Anh thông cảm giúp em với, tại vì em không đủ rồi. Má nghe suốt luôn á. Nghe nghe suốt hả? Dạ. Rồi thôi nghe thấy chịu không nổi luôn. Rồi thôi nha. Dạ. Rồi chị ha. Rồi. Chúc gia đình ngon miệng nha. Rồi chúc bác sức khỏe nha. Này không có nhét được. Dạ. Con chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, dạ. Để con vô sao nó khó vô quá thôi. Vô dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Cái này máy nghe kinh bật chứ không phải máy nghe nhạc. Dạ, máy kinh dạ. Lãnh dùm tao không có. Dạ, thông cảm em đi nha. Dạ, tại vì lãnh dùm em không thấy mặt người lớn á, thành ra em hơi khó đưa ha. Không phải em không muốn mà tại vì nó không đủ. Dạ. Dạ, con cũng cố gắng hết khả năng rồi đó. Dạ. Hai người đó ta đi không được. Dạ. Lớn tuổi nó đi không được. Hai tặng. Thôi thôi gửi tặng cho bác một cái thôi. Rồi bác muốn gửi ai bác gửi. Biết sao chạy mình lãnh giùm ta. Đâu, lãnh cái người ta nói về người ta nói mình ăn vàng. Vậy giờ thôi khỏi lấy luôn. Ha, khỏi lấy luôn. Hai người kế bên nha. Không có hai. Không được, không gặp mình đi. Không mà dạ thông cảm con đi, con chỉ hỗ trợ cho người lớn tuổi thôi nha. Vậy lấy cái rồi, dạ. Lấy cái đi. Thôi thông cảm giùm con. Rồi. Thông cảm giùm em đi, không phải em không muốn cho mà nó không đủ nha. Thành ra em ưu tiên cho những nội ngoại nào cố gắng mà đi tới đây á. Dạ. Dạ nhưng mà nếu mà lần sau có duyên em tới thì em sẽ xin nhà ở tâm cho. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Mua ai bán lát. Dạ. Cô chú anh chị thấy là khi mà phát ở chùa là cái máy nghe kinh Phật người ta thích dữ lắm luôn. Dạ, thích cực kỳ luôn á. Phát ở ngoài chợ nhiều khi mình hỏi có người lấy người không. Dạ, con mà trong chùa ai cũng thích hết trơn. Bởi thành ra con còn kẹt hai cái chùa nữa. Con lỡ hứa rồi. Dạ, Long Thành. Chùa Long Thành. Ủa sao cô biết con phát chùa Long Thành? Dạ. À dạ, dạ thầy Tâm. Còn con phát thêm một chùa nữa là chùa Quan Âm. Thầy thích Tánh Bình ở dưới Trà Ôn. Dạ. Cái máy gì cho ông lão nghe. Anh thông cảm giúp em đi nghe. Dạ. Dạ. Thông cảm nha bà con. Thật sự là con muốn lắm. Dạ. Ê, vậy bà đây. Dạ. Rồi chúc bác ngon miệng nha. Dạ. Tại chiều nay là con phát với thầy Thích Tánh Bình. Ngày mai con mới phát với thầy Tâm. Dạ bữa nay thì con phát 77 phần ở bên thầy Thích Tánh Bình. Dạ. Dạ Long Thành thì sáng mai con phát. Ngày mai con phát Long Thành là 80 phần. Dạ. Có bên sư phụ là nhiều nhất trong đợt này. À, dạ. Đây nó thấy chị đang phụ quá trời. Ở đây hả? À dạ rồi dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Đủ rồi, đi ra đi. Bà con nào chưa có phiếu cứ ngồi tại chỗ đi, con xin nhà hảo tâm khác con tặng cho. Dạ. Dạ dạ cứ ngồi tại chỗ đợi con chút xíu. Con xin nhà hảo tâm khác tặng cho. Dạ yên tâm. Yên tâm yên tâm. Con bây giờ hiện tại thì nhà hảo tâm gửi nhiều lắm nhưng mà cái máy thì nó có giới hạn. Thành ra là cái khác con giúp máy con giúp không được. Chứ mà cái khác con giúp được. Rồi chúc ngoại sức khỏe nha. Năm mới nha. Dạ, cảm ơn cháu. Dạ. Cô xin từ chối này để cho người khác tại vì ở nhà cũng có rồi đó. Con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn ngoại. Năm mới sức khỏe. Dạ. Dạ dạ, con cảm ơn. Mẹ ơi, đụng đánh dùm mẹ. Không có đi. Chú có nhu cầu nghe máy không? Dạ bây giờ bà con nào chưa có phiếu giơ tay lên con xem cho đi. Dạ ngồi ngồi tại chỗ giùm con, ngồi tại chỗ giơ tay lên để con đếm cái nha. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 chắc khoảng 20 người ha. Đợi con chút xíu con gan lấy tiền đó ta. Dạ. Thấy chú thì cũng như cô vậy. Dạ. Bổ sung thêm móc tiền tốt thôi. Dạ dạ không, tiền của nhà hảo tâm. chứ con không có giàu tới mức độ này. Dạ. Rồi, camera đi đi
À đi đi ra ngoài luôn ha. Dạ. Khoan bây giờ để con xem bao nhiêu người lớn tuổi để con gửi máy con bưng ra ngoài luôn. Dạ rồi. Dạ. Có ai ngoại nào nội ngoại nào trên 70 giơ tay lên giùm con đi. Dạ, dạ gửi ngoại nha. Dạ, dạ. Dạ. Ủa cô người Khmer cô có nghe này được không? Cái này bên Phật giáo được không? Nghe kinh vẫn được hả? Dạ. Dạ rồi, đợi con chút xíu nha. Rồi ngồi tại chỗ quá nha, giùm con nghe. Dạ, mừng quá. Dạ. Dạ. Dạ, con gửi cô. Con gửi bác nha. Thông cảm giùm con đi ha. Dạ. Nè cô. Dạ rồi. Rồi thông cảm giúp con nghe. Con biết nhưng mà nó không đủ, thông cảm giùm con nha. Rồi đợi ngồi đó đợi con lấy tiền lì xì vô nha. Cái tàu phá sản luôn á. Dạ dạ cô thông cảm giùm con nha. Xong rồi hả? Dạ dạ chưa, cũng chưa xong lắm. Dạ. Dạ. Dạ cô không có phiếu hả? Rồi cô vô trong chùa ngồi đi cô. Nặng quá của chú chị. Ngân 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 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, đếm lại đây, 4, 5, 9, 10, 1, 12, 4, 15, 16, 17, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Cô giữ xe hả? Vô 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 luôn cô. À cảm ơn chị nhiều nha. Chị Kinh Gạo. À cô giữ xe vô đây con gửi luôn cô giữ xe. Bây giờ em sẽ xin phép là dùng số tiền là 7 triệu 3 tiếp theo của anh chị để hỗ trợ cho những nội ngoại ở đây. Những người mà khó khăn nhưng mà kém chưa may mắn nhận được cái phiếu mời. Rồi con tới đây. Dạ rồi. Thì ngày ra ngồi với nhiều con. Thì hôm nay con chia sẻ luôn với nội ngoại nha. Thì coi như là sau khi mà mình cũng chưa có duyên nhận được cái phiếu mời, nhưng mà trong cái dịp xuân này thì con người có mà mình không thì nó cũng rất là buồn đúng không ạ? Nó không được vui. Thành ra cái niềm vui nó sẽ không có trọn vẹn. Thành ra lần này con xin phép anh Chí là người tặng máy giảng pháp nãy giờ, cũng như là những nội ngoại cũng may mắn nhận được cái máy á, thì con thay mặt anh ấy xin cái phần lì xì
tặng cho nội ngoại cái phần quà. Nhưng tuy nhiên thì con sẽ ưu tiên theo cái độ tuổi, thì con sẽ phát là nhiều hay ít. Đối với những độ tuổi trẻ hơn thì con cũng sẽ xin phép gửi tặng 200.000, tương đương với khoảng 10kg gạo để cho mình ăn cùng chung vui với gia đình trong cái dịp xuân sắp tới. Còn đối với những hoàn cảnh lớn tuổi thì con sẽ hỗ trợ nhiều hơn một tí. Thì đa số lớn tuổi thì ăn ít nhưng mà uống thuốc thì nhiều. Và thành ra con hiểu cái đó. Mà gạo thì không thể đổi thành thuốc được. Thành ra là con phải gửi lì xì để cho nội ngoại bớt đau nhức trong những cái ngày giáp Tết cũng như là đón năm mới sắp tới. Và bây giờ con sẽ phát theo độ tuổi. Và con mong là kéo khẩu trang xuống giùm con. Và để cho nhà hảo tâm thấy được mình. Dạ, con xin chào nội. Nội. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 74. Bây giờ sức khỏe là như thế nào? Cũng khỏe lắm, đi còn đi bán vé số ráng đi. Dạ, bây đi giờ bộ. Một ngày nội bán được bao nhiêu tờ? À, 50 trở lại. Ủa sao ít dữ vậy nội? Tại vì đi rồi vậy đâu có được bao nhiêu. Dạ. Phải ngồi đó. Dạ. Vậy đó. Rồi 50 tờ thì nội lời 50 ngàn thì nó mua gì? À, mua đồ ăn, ăn uống. Dạ. Cà phê, đồ ăn sáng ăn xôi. Dạ. Rồi ăn chay. Dạ. Ăn chay. Hôm nay con thay mặt anh Chí à. Là người tặng cho nội cái máy nghe pháp. Đây nè. Dạ đúng rồi. Con sẽ thay mặt anh ấy xin cái phần lì xì cho nội là 500.000. Chúc nội năm mới sức khỏe. Với tấm lòng của anh Chí. Chúc toàn bộ những người có lòng hảo tâm dạ. được sức khỏe thôi. Cảm ơn nội. Dạ nha. Dạ. Ăn mà trời ơi quá. Đúng quá. Dạ. Rồi nội thôi nội giữ gìn sức khỏe nha. Đi bán được 50. Nội bán hết chưa? Rồi hồi nãy giờ lấy thêm 5 tờ nữa. Dạ. Hết rồi. Dạ. Giờ không hết tặng với số. Dạ. Thôi nội về nghỉ ngơi nha. Dạ. Anh Chí tặng nội 10 ngày bán đó. Dạ. Rồi nội về nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ nội về được rồi đó nội. Dạ. Về nghỉ ngơi đi nội. Ha. Dạ rồi. Dạ ở đây có cô nào 70 tuổi trở lên không ạ? Dạ đây nè. Dạ dơ. Dạ. Cô 74. 74. Dạ mình đang làm công việc gì vậy? Bán số. Dạ cho con xem giấy số được không ạ? Hết rồi. Dạ, dạ có số giò không cho con xem? À dạ một ngày thì mình bán được bao nhiêu tờ ngoài? Dạ được 70-80. Dạ bây giờ sức khỏe của mình như thế nào? Được bệnh mắt nó mờ đó. Dạ không phải bị bên này ha. Ủa vậy nãy ngoài không có máy giảng pháp hả? Dạ không. Dạ cô nãy có cái máy phải không cô? Cô cho con mượn cái đó đi chút xíu rồi con ra ngoài con gửi lại cho. Nha. Yeah. Dạ rồi con chúc cho ngoại sức khỏe. Đây là anh Chí ở tại Mỹ nha. Dạ, dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Anh Chí tặng ngoại 400.000. Dạ dạ. Dạ, ngoại nhắn gửi với anh Chí không? Dạ dạ. Ngoại nhắn gửi gì với anh Chí không? Nhắn cho mình ăn khá giả thì em làm sao cho nữa ha. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại năm mới sức khỏe với tấm lòng anh Chí. Dạ. Dạ, rồi ngoại về nghỉ ngơi nha. Dạ gạo thì con không biết nhưng mà mình có phần quà này là hơn hơn người ta rồi đó. Dạ rồi. Dạ. Ủa ngoài không về không ngoài? Đang mừng quá rồi để tỉnh được. À dạ mừng quá chưa đi nổi. Dạ gung tay gung chân ha. Dạ rồi nội ngoại nào 70 trở lên giơ tay lên giùm con à. Dạ. Có hai người bệnh nữa. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 70 đúng. Ngoại đang bán gì? Bán gì nuôi hai người bệnh không à? À bệnh gì vậy? Lỡ giò. Dạ rồi bị gì nữa ngoại? Con nặng con khúc à. Trời ơi đó là gì của ngoại vậy? Chồng con. Cháu với con hả? Chồng. Chồng với con hả? Trời sao xui gủ vậy nè. Dạ. Hôm nay thì con cũng sẽ xin anh Chí ha. Dạ. Là người tặng cho ngoại cái máy nghe pháp. Dạ. Ừ, gửi tặng cho ngoại phần lì xì. Đi xin ăn không hả? Con xin anh Chí tặng cho ngoại 500 để ngoại lo cho gia đình của mình nha. Dạ. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. 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 Dạ dạ rồi con hiểu rồi. Dạ rồi. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay 60. Ủa hình như hồi nãy là chân cô gãy phải không? Cô bị đứt dây chằng, cô chưa có điều kiện để mổ. Bác sĩ kêu đi nhiều là phải nịch. Dạ. Hai em cô đang bị đang nhập viện tai biến ở Trà Vinh. Hồi nãy con cũng gặp cô ở ngoài chợ đó đúng không? Rồi thôi con xin anh Chí với Mỹ nha. Tặng cho con phần lì xì nho nhỏ thôi. Để cho cô uống thuốc nha. Chúc cô phục hồi sức khỏe năm mới. Và mua mai bán đắt nha. Dạ xin phép chào cô. Rồi cô đi bán tiếp nha. Chị thông cảm nha, em hết rồi nha. Để lần sau nếu có hữu duyên thì em gửi nha. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi nha? 42, tôi Thịnh 42. Dạ, 42 hả? 72 chứ hả? 72 chứ hả? Dạ, 4. Dạ, rồi. 72 tuổi. Dạ, cô người Khmer. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cô làm công việc gì để sống ạ? À? Ở nhà, ba chị em đều độc thân hết. Dạ, à, vậy là cô không có gia đình ha? Không có gia đình. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở tại Mỹ nha. Tặng cho nội phần quà. Cô ít lòng nhiều. Dạ. Chúc nội năm mới sức khỏe nha. Ừ. Dạ. Cậu Chí ở bên Mỹ làm ăn có tiền lận
người hảo tâm đã giúp cho đồng bào khổ cực. Cảm ơn nội. Dạ rồi nội về nghỉ ngơi nha. Dạ rồi. Dạ dạ, đợi con chút xíu nha. Dạ. 70. Dạ. Ngoại ông ngoại làm công việc gì ở ngoài? Ở nhà mần ruộng, mần cỏ rồi mần mướn vậy. Dạ. Dạ. Thì giờ là ngoại đang ở với ai? Ở với anh chồng, ổng bệnh. Dạ bệnh gì ông ngoại? Ổng bị bả bị ổng bệnh xiển. Bệnh xiển ha. Gan nữa. Dạ. Dạ ổng nằm chỗ à. Dạ. Còn ngoại làm công việc gì để sống? Ở nhà mần mướn, ai mần cỏ thì mần mướn mần cỏ vậy. À, một dạ. Ngày được bao nhiêu ngoại? Ngày có 150. Dạ, nhưng mà ngày nào cũng có việc làm không? Ngày làm ngày nghỉ. Dạ ngày rồi. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ nha. Tặng cho ngoại phần quà nho nhỏ. Dạ. Cố ít lòng nhiều. Chúc ngoại năm mới sức khỏe. Cảm ơn. Chúc dạ. Sức khỏe anh Chí nha. Con cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ rồi, bây giờ con xin phép ha, con sẽ gửi tiếp nha, con hỗ trợ để cho bà con mình đi bán nha. Ai bán giấy số cầm giấy số lên giùm con. Dạ. Cầm giấy số hay cầm số giò lên giùm con nha. Rồi để con tranh thủ con gửi cho mình đi bán tiếp nha. Rồi chúc cô năm mới sức khỏe với tấm lòng của anh Chí. Dạ. Cảm ơn Chí dồi dào sức khỏe. Cảm ơn cô. Cô có rảnh thì cô ra xe đợi con chút xíu, con đưa cái máy lại cho ha. Rồi. Dạ, đợi đợi con chút. Rồi năm mới chúc chị mua mai bán đắt nha. Với tấm lòng của anh Chí ở Mỹ nha. Dạ rồi. Rồi chúc em mua mai bán đắt. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ rồi, tiếp tục ha, con hỗ trợ nha. Dạ. Dạ, cô Lan làm công việc gì vậy cô? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 65. Dạ, một ngày cô bán gì cô lời được bao nhiêu? Cô bắp bên lắm lại khi 50, 30. Dạ, năm mới anh Chí chúc cô giữ gìn sức khỏe. Dạ, mua được nhiều như vậy hơn nữa. Cô cảm ơn nha. Cảm ơn cô. Rồi, cô về nghỉ ngơi nha. Dạ, mình đang làm công việc gì cho bác? Cũng mua về chai. Mua chai, ngày bán trừ hết chi phí thì là được nhiêu bác? Rồi, nó 60, 40 dạ. Thì theo đều nhiều ít. Ít dữ vậy hả bác? Năm... Nuôi hai vợ bệnh nữa, rồi à. Nuôi nhỏ cháu. Vợ bị bệnh gì cho bác? Có bệnh tùm lum hết, đuôi hết con á. Năm mới chúc bác giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt với tấm lòng của anh Chí nha. Rồi cảm ơn anh Chí nhiều. Dạ. Dạ. Rồi mạnh khỏe. Dạ rồi, chúc chào bác. Dạ, bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi tuổi thân kỹ. Dạ, bác bị bệnh gì mà mất cái này cho bác? Dạ xe đụng. À, năm mới ha, anh Chí ở Mỹ chúc bác phục hồi sức khỏe. Dạ. Nha. Dạ, con xin phép chào bác. Rồi chúc chị gia đình sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ rồi, về nghỉ ngơi đi chị. Chú đang làm công việc gì vậy chú? Cà xe ôm. Rồi, chúc chú sức khỏe năm mới nha. Dạ rồi. Rồi, anh đang làm công việc gì anh? Chạy xe. Rồi, chúc anh có thêm nhiều khách hàng hơn nữa trong năm mới nha. Cảm ơn. Dạ, rồi về nghỉ ngơi đi anh nha. Dạ. Rồi mình đang làm công việc gì vậy chị? À, mà chị làm công việc gì để nuôi con? Ở nhà giữ nó rồi ổng đi làm hồi. Đứa lớn chị bao nhiêu tuổi? Mới 10 tuổi. Đứa kế? Đứa kế nữa. Đứa kế nhỏ 4 tuổi. Chúc gia đình chị sức khỏe với tấm lòng của anh Chí nha. Thông cảm giùm em, gạo không phải của em, thành ra em không có quyết định được nha. Dạ em chỉ quyết định này thôi. Cái này là chị mua được 10 kg gạo rồi đó. Với còn dư 100 ngàn mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nha. Rồi, cô ít lòng nhiều nha. Dạ, cô làm công việc gì ạ? Dạ, rồi chúc chị gia đình ngon miệng nha. Dạ, trong năm mới nha. Chị đang làm công việc gì? Mua ve chai. Năm chị có mấy bé? Dạ, 2 bé. Đứa lớn bao nhiêu tuổi? Dạ đứa lớn 12. Đứa kế. Ông xã chị làm công việc gì? Dạ không đang thất nghiệp ở nhà. Ồ vậy hả? Còn phải đi xin vậy đó hả? Chúc gia đình 4 người ha, năm mới ngon miệng, sức khỏe. Dạ. Cô đang làm công việc gì cô? Cô bệnh, cô ở nhà giữ cháu. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 65 tuổi. Dạ, chúc cô năm mới sức khỏe nha. Dạ. Dạ, những người con. Dạ, chị đang làm công việc gì? Rồi chúc chị năm mới sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Dạ, mình đang làm nằm ở nhà. Chú bị hay ai? Bà già. Dạ, nhưng mà chú làm công việc gì? Chúc chú năm mới sức khỏe nha. Dạ rồi, thông cảm con nha. Dạ cho con xem mặt đi ạ. À. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, chúc cô năm mới sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Dạ, anh đang làm công việc gì vậy anh? Đang thất nghiệp ở nhà nuôi đứa con. Anh có mấy bé? Dạ 2 đứa. Đứa lớn bao nhiêu tuổi? Lúc 9, cái nhỏ 4 tuổi. Rồi, chúc gia đình năm mới sức khỏe với tấm lòng anh Chí nha. Cảm ơn anh Chí. Dạ rồi, chị đang làm công việc gì? Em nhà giữ con. Ừ, chị có mấy bé lận? 2 đứa. Đứa này với đứa nào nữa? Đứa học lớp 6 ở trường Trung Thành, đứa này 4 Tết nữa. Ông xã chị làm công việc gì? Ông đi ra chùa làm công quả ngoài chùa tỉnh Độ, về Việt Nam tỉnh Độ. À, ủa công quả gì đâu có tiền, rồi sao chị nuôi nổi? Cũng như là cho gạo, cho đồ như Tết mới cho con được. Rồi, thôi chúc gia đình ngon miệng năm mới nha. Với tấm lòng anh Chí nha.
Dạ. Dạ em xong rồi. Cảm ơn anh. Rồi chúc anh năm mới sức khỏe và có duyên gặp lại. Rồi, anh ha. Hy vọng mình có duyên gặp lại. Cảm ơn anh. Dạ. Mọi sự như ý ha. Dạ cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe. Dạ. Ủa hình như còn cô với cô này hả? Dạ. Rồi bây giờ thì thôi thì để con xin tiếp anh Chí cho. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy cô? Gì thì làm mướn cơ. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 63. Dạ, rồi anh Chí tặng cho cô nha. Chúc cô năm mới sức khỏe nha. Dạ. Con đang xin trời xin cái máy. Dạ dạ, cô ra ngoài xe giùm con đi rồi con ra nha. Dạ, cô ra đây ạ. Dạ. 70. Dạ, mình đang làm công việc gì vậy cô? Dạ thì cũng ở nhà bán nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ. 7 cô đang chua. Dạ, hồi nãy là 7 triệu anh Chí hồi nãy là em lấy của anh là 7 triệu 3. Em xin anh thêm 300 nữa là 7 triệu 6 nha anh Chí. Dạ, tấm lòng của anh Chí ở Mỹ. Dạ, chúc cô rồi. Năm mới sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, chạy gặp nhiều may mắn. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi. Rồi con xin hết nha. Dạ. Dạ, dạ khóa sổ rồi, khóa sổ rồi. Bây giờ chưa con gặp sư phụ một chút xíu nữa mới được. Hay hay cô đi bán đi cô ha. Rồi con gửi cho sư phụ sau. Rồi cô có gì cô vô chùa cô lấy sau. Ha. Vậy cô đi bán đi nha. Dạ dạ. Ủa quên nãy giờ cô giữ xe không có. Nãy giờ cô không có vô nhận quà hả? 7 triệu 8 thôi. Nên em còn. Anh Chí ơi cho em thêm cho cô giữ xe nha anh Chí. À, hết tiền lẻ rồi. Dạ. Để gửi tặng cho cô gửi xe cái nữa cho nó hết. Dạ. Chị có 500 không cho em đổi đi. Đổ cô quá, đổ cô khó. Thôi vô lấy đi em ơi. Dạ rồi rồi rồi, hết rồi ha. Dạ rồi rồi. Rồi cô giữ xe chút xíu con gặp sau nha. Dạ sư phụ đâu rồi ạ? À? Dạ đây là chánh điện nè cô chú anh chị. Dạ. Sư phụ ơi. Dạ. Bây giờ thầy cho tới chiều rồi cũng có người ta lợi. Dạ dạ con hiểu dạ. Dạ. Dạ sư phụ cho con nói chuyện chút xíu nha. Dạ. Vô dạ rồi. À sư phụ nó dạ, cho con nói chuyện đi dạ, một chút. Dạ dạ rồi. Dạ. Dạ bên đây đi sư phụ. Dạ. Dạ đây rồi con mời sư phụ ngồi. Dạ. Dạ. Đây camera lấy cái ghế quá. Dạ con xin phép con gắn cái micro nghe sư phụ. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ khoan khoan nói gì trước để ngồi. À dạ không có gì hết, con nói vô trong cái việc phát của mình thôi mà. Dạ. Dạ. Với con hỏi thăm về cái chùa thôi. Dạ. Thành ra là con đang cũng muốn thay mặt nhà hảo tâm. Dạ. Để giới thiệu với ngôi chùa của mình. Dạ. Của sư phụ đến với cho nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị xem video được biết. Dạ. Dạ sư phụ cho có thể cho con biết là mình pháp danh gì không ạ? À Thích Nữ Như Tâm. Dạ. À sư phụ là cũng là quê ở tại đây hay là ở đâu ạ? Dạ. Dạ, sư phụ chủ trì chùa này bao lâu rồi sư phụ? Chủ trì 2004. 2004, vậy là 20 năm rồi. Dạ. Dạ, mà ở đây chỉ có một mình sư phụ thôi hay là còn... À, còn ba đứa đệ tử. À dạ, là cũng đang tu ở trong chùa. Dạ. Hình như là chùa mình con thấy cũng hình như mới được xây dựng sư phụ. Dạ. Dạ, mới xây dựng hồi năm 2020. 2020, dạ. Rồi là bây giờ là hình như con thấy nó cũng cơ bản là hoàn thành hả sư phụ? Dạ. Dạ. Cũng tạm ổn nhưng mà cũng còn cái nhà bếp. Còn nhà bếp bị gì? Cái nhà bếp á là lý do mình ép cọc hồi đó thì cất tạm xây dựng tạm. Rồi bây giờ mình ép cọc lên chánh điện á. Dạ. Cái nhà bếp bị hơi nứt. Dạ. Hồi quay bếp. À dạ. Vậy là bây giờ nhà bếp của mình hơi bị nứt là dạ. Mình phải sửa lại. Dạ. À dạ. Ở đây là mình xây là trong vòng là coi như là giờ cũng hơn 3 năm là hơn 3 năm. Dạ cũng cơ bản là hoàn thành. Dạ. Dạ. Hình như dạ. Lần trước thì sư phụ có chia sẻ với con hình như cũng đã lâu lắm rồi bên chùa của mình là không có duyên với nhà hảo tâm để phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn đúng không? Dạ đúng rồi. Lần này thì thật là rất là nhờ chú dạ. Với chú Pháp Tấn như là chú Tăng Tường dạ. Ở bên Mỹ dạ. Thì khi mà nói lên thì thật ra sinh thì cũng ngại dạ. Mà khi nói lên thì cũng có
mấy nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức vô, rồi được cái phần nhiều, rất là mừng, mừng không biết sao tả luôn, được lần đầu tiên trong đời luôn á. Ủa gì hả sư phụ? Dạ, dạ, dạ. Vậy là những lần trước là kể từ lúc 20 năm qua thì sư phụ phát được bao nhiêu lần? À, phát nhưng mà ít. Ừ, thí dụ người ta cho, thí dụ mình xin ít rồi cái hơi bù bù vô vậy đó. Rồi thí dụ như mấy nhà bị gì, có mấy Phật tử cũng khó khăn rồi nghèo rồi, cái mình cũng làm, vừa làm công quả rồi khi mình cho chừng 10 cái gạo như vậy thôi, gọn nhẹ vậy đó, vậy đó, chút chút vậy đó, nhưng mà mừng. Rồi lâu rồi, trong mùa dịch tới nay không có nữa. Vậy đó. Vậy là từ chuyến này lần này sao hơn đó. Dạ, là so ra là 4 năm nay, là gần 4 năm là sư phụ là chưa có duyên để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thành ra ngày hôm nay là được sư phụ được quan tâm của nhiều nhà hảo tâm. Gửi cái phần quà xuân cho bà con ở đây. Là quá vui luôn sư phụ. Bây giờ mừng quá, mừng luôn, mừng hết sức luôn. Mừng mà ngủ không được luôn hả sư phụ? Dạ đúng rồi. Cô chú anh chị cũng thấy thì khi mà xây dựng một cái ngôi chùa thì chắc chắn là sư phụ tốn rất là nhiều tình tài cũng như là tâm huyết. Và bởi thành ra là trong mấy năm vừa qua là sư phụ rất là mong mỏi nhà hảo tâm. Tuy nhiên lần này thì sư phụ mới có duyên với anh chị nhà hảo tâm trong ngày hôm nay. Là cũng tới mười mấy nhà hảo tâm đó. Nếu mà cộng luôn 3-4 nhà hảo tâm bên em nữa. Thì một cái buổi phát bữa nay là coi như là những hoàn cảnh nhận rất là quý luôn. Nhận đâu đó là nếu mà cộng luôn cái máy nghe pháp thì khoảng một phần quà khoảng 540.000 đó. Là quá quý luôn. Thì không biết bây giờ là ở bên chùa sư phụ sau khi mà đã hoàn thành như thế này thì không biết sư phụ có còn bị kẹt hay là thiếu gì về tiền xây dựng hay tiền nhân công gì không? Dạ cũng còn, còn thiếu 400 mấy triệu nữa. Là tại vì nếu mà xây dựng như vậy thì chú thấy như vậy thì rất là may mắn, là phước dữ lắm luôn rồi. Nhiều người cũng nói như vậy, nhưng mà tại vì mình xây dựng xong rồi cái không có làm lễ khánh thành nhưng mà làm lễ an vị. Để đền ơn tạ ơn tam bảo. Thành ra rồi cái cũng còn thiếu thiếu chút. Nếu mà con thấy thường thường mình cái đường vô chùa mình nó khó khăn như thế này thì cái Phật tử ghé thăm có nhiều không sư phụ? Phật tử nhiều khi đi thì cũng bị trong hẻm, và nhiều khi người ta bị hơi chảy hút. Như chú cũng vậy, thí dụ biết, nhưng biết cái hướng đó nhưng mà không biết cái hẻm nào. Thành ra thì cái hẻm vô thì cũng hơi khó. Bởi nhà hảo tâm miễn sao mà cho mình làm được cái đường đi, rồi khi mà cái đường nó rộng quá thì mình mới dễ tìm, dễ thấy hơn. Còn như vậy thì vô hẻm vậy thì hơi bèo nhèo quá. Mà sau ra thì ở trong hẻm mà sư phụ mà xây dựng được như thế này là cái công lao của sư phụ cũng rất là lớn luôn á. Và sự tính toán sư phụ cũng phải là chuẩn xác dữ lắm luôn. Tại con cũng biết là con cũng quay vài ngôi chùa. Con cũng biết rằng là vấn đề về chi phí mà xây dựng một ngôi chùa là nó không phải đơn giản. Nhưng mà chắc hồi xưa nó bị như thế nào thì mình mới xây hay sư phụ? Bị gì? Nước ngập nước lụt. Nước ngập á, bị ở đó như có cái tỉnh thất. Tỉnh thất như cái nhà cấp 4 vậy đó. Rồi nước ngập bị vô chùa quá, rồi khi mà lội á, quý Phật tử nào biết coi cái chú gì ở thành phố quên rồi. Gì đó chú quay có quên này. Bị lội á, nước ngập lội luôn á, tới đầu gối luôn. Thậm chí chú biết không, có nhầm khi hồi đó cực lắm, vì nước ngập tới đầu gối luôn. Mà khi gầm á, nấu bánh tét cái rồi gầm cúng gầm cái bây giờ nước nó tràn vô rồi, mà chú biết không, cái gì mình này giờ không biết làm sao rồi, thôi bây giờ để đại nguyên bó lá dừa vô đó đi, rồi rồi thôi khuya đi nghỉ đi, rồi sống ăn sống, rồi chín ăn chín. Nhưng mà sao hên trời Phật, bởi vì mình nói mình không có giỏi mà nhờ Phật. Thật sự nhờ Phật. Rồi sao rồi tới tự nhiên khuya 3 giờ dậy cái vớt cái bị chín, cái được chín. Mừng lắm. Rồi có lần chú biết không, cái nước ngập cái thường thường thì cũng có vũ của cái mùng. Mà có nhiều cái mình thoát chết lắm. Rồi chú biết nằm ngủ ấy, chú tin nằm ngủ thiện rắn á, nó nằm ở xó á. Mà cái khuya lại á thì tới gầm á, tại vì bữa 14 á mệt quá rồi, cái mình không có vũ cái mùng. Thật sự thường thường thì cũng có vũ mùng, mà sao mà bữa đó không có vũ,
cái rồi cái dở cái chiếc chiếu lên chú, dở chiếc chiếu lên thì ông gắn ông quấn ở trong ngay chỗ đó, dạ. Thì ngay chỗ đầu nằm của mình đó chú. Trời ơi, tim đồ nó muốn rớt luôn vậy đó. Bự không sư phụ? Cũng bị lớn vậy. Dạ, vậy cũng dạ. Mập đó. Dạ. Dạ. À, mà gắn đó hình như là nó có sọc. À, nó có sọc, dạ. Sọc đen, sọc trắng. Dạ, gắn chung. Dạ không biết gắn gì. Dạ. Mà chú ơi thôi không sợ rồi có lần thì ngủ mà bị vậy không à. Ngủ cái rồi cái mình để cái tay về thì gít á, dạ. Gít vô vỏ dừa rồi đâu có thấy đâu, buổi trưa gít nó chạy ngang mình á chú. Ờ. Toàn là vậy không á. Mà mình nói thôi thấy rồi cái gung mà trơn luôn, dạ. Thì lúc đó thì nói chung ra thì chú biết thời đó lúc đó nó xây dựng rồi. Năm 94 2004 mà. Dạ. 2004 thì ở thất thì nó sụp sệ vậy đó thì dạ. Gần như gắn dít đầu thì mình sống với lũ luôn. Dạ, rồi từ từ thì do là ngôi chùa bị xuống cấp quá. Dạ. Với bị nước ngập quá. Dạ. Thành ra là sư phụ mới quyết định là cố gắng để làm. Dạ. Nhưng mà soi ra là sư phụ được gia hộ nhiều lắm luôn á. Dạ. Nếu mà bây giờ trong cái khoảng mà cái khoảng mà thiếu còn lại như vậy thì so với một cái cơ ngơi như thế này thì con thấy là sư phụ rất là may mắn, dạ. So với những ngôi chùa khác luôn. Dạ. Mà dạ. Lúc đó chưa biết nhiều khi mình thì thật sự ra thì nói chung ra thì Long Thần Hộ Pháp thì Phật gia hộ thôi. Chứ còn mình thì không tài ba, bây giờ 2020 thì xây dựng nhưng mà đặt đá mà chỉ thị không cho tập trung quá 20 người. Dạ đó, dạ đó. Không 20 người thì mấy chư tôn đức trong tỉnh Vĩnh Long thì về cầu nguyện giùm cho mình. Mà cái bộ kinh Pháp Hoa vậy này, chú dạ. Biết bộ kinh Pháp Hoa không? Dạ thì biết. Mình lại một chữ một lại thì trong lại một năm rưỡi. Một năm rưỡi nguyên hết bộ kinh á, mỗi ngày mỗi lại dạ. Hoài như vậy dạ. Thì mình nói Phật ơi, giờ chú xin ai? Chỉ có ông Phật như nhìn nó như cha mẹ mình vậy. Tối ngày chú xè tay xin hoài. Dạ. Đó, Phật ơi gia hộ cho con xin nó, con muốn giờ con muốn sơn chỗ đó mà con không có tiền, hay con muốn làm cái chỗ đó con không tiền, Phật gia hộ dùm cho con đi, cho con xin đi. Dạ. À, dạ, cái đó là tâm nguyện của sư phụ. Dạ. Dạ, khi mà gặp trong cái sự mà khó khăn mà coi như là không có biết bấu víu vô ai. Dạ. Nó bây giờ mùa dịch rồi, cái thân mình còn giữ không được mà sao giờ dám xin ai chứ? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Ai cũng làm ăn khó khăn hết trơn, chứ cái tối ngày xin ông Phật tha và cho gia hộ cho con. Dạ. Dạ. Con hiểu rồi. Thì hôm nay thì chia sẻ với sư phụ luôn. Thì trước thì con cũng thay mặt làm những nhà hảo tâm, dạ. Gửi những cái phần quà cùng chúng ta sư phụ. Nhưng mà cũng phải cảm ơn sư phụ là đầu tiên. Tại nếu sư phụ mà không mời được những hoàn cảnh mà đến như thế này á, thì nhà hảo tâm cũng ít có biết được là dưới đây bà con khó khăn nhiều quá, yeah. Với lớn tuổi cũng nhiều. Yeah. Dạ. Thì trước tiên là cái phần quà đó là của nhà hảo tâm gửi đến cho các nội ngoại. Yeah. Sau thì còn dư chút tỉnh thì còn có 2 triệu mấy thôi. Dạ. Yeah. Không còn bao nhiêu. Yeah. Nhưng mà cũng là tấm lòng của nhà hảo tâm muốn gửi đến cho sư phụ luôn. Yeah. Thay cái lời cảm ơn sư phụ đã giúp đỡ cho nhà hảo tâm tạo được cái phước cũng như là công đức trong cái dịp cuối năm. Tạo được cái niềm vui cho nhà hảo tâm khi mà làm sao quê hương thấy đồng tiền của mình gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn thì thật sự là quá là xứng đáng. Dạ. Và quá là vui luôn trong cái dịp mà xuân tới như thế này. Dạ. Thì còn số tiền còn lại thì con xin phép thay mặt nhà hảo tâm gửi cúng dường cho bên sư phụ. Dạ. Thì cũng ít làm nhiều thôi. Dạ. Cảm niệm con rất là chú. Dạ. Ấy chú rồi lúc đó quay là chú thành được. Dạ. Mà sao tự nhiên quên không nhớ chú thành được. Dạ. Chú thành được cũng nhờ giúp đỡ cho mình dữ lắm. Dạ. Dạ. Cái dạ. Về lần này lần thứ hai là tới chú đó. Dạ. Rồi bây giờ thì thật sự thì con cũng muốn là sư phụ chia sẻ về cái số điện thoại, tên chùa, địa chỉ chùa cũng như là số tài khoản. Dạ. Để cho nhà hảo tâm nào ở xa quê hương mà có đồng cảm được với sư phụ thì có thể là hỗ trợ cho sư phụ để cho sư phụ đỡ cái gánh nặng trong cái vấn đề mà thiếu thốn về cái vấn đề mà xây dựng vừa qua. Dạ. Sư phụ có nhớ được cái số tài khoản của mình dạ, không? Nhớ. À, dạ nhớ. Di Đà Phật thì chùa Phước Thọ, ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại 0939078577. Số tài khoản là 0106343960, 0106343960.
Nguyễn Thị Thanh Thúy. Sư phụ xài ngân hàng nào ạ? Ngân hàng Đông Á. Ngân hàng Đông Á, dạ. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà có cảm tình với sư phụ, muốn chung tay với sư phụ bớt đi cái gánh nặng trong cái vấn đề mà xây dựng, thì có thể nói thì con cũng còn thấy có nhiều cái hạng mục nó chưa được hoàn thành. Thì con nghĩ là sư phụ cũng đang mong mỏi là nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cùng chung tay với chùa, hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn. Và nếu mà xa hơn thì cô chú anh chị nào mà muốn phát tâm về phụ sư phụ trong cái vấn đề mà xây dựng, sửa lại chùa cho nó khang trang, cho nơi Phật tử có thể dễ dàng đến để tu tập hơn, thì có thể là liên hệ qua số điện thoại của sư phụ, hoặc là cô chú anh chị chỉ cần định vị trên Google Maps là chùa Phước Thọ ở tại thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là sẽ đến nơi thôi. Chỉ có vấn đề nó hơi khó một chút là cái bãi giữ xe của sư phụ, nếu mà những cách ở xa thì nó khá là nan giải, tại không biết đậu đâu. Dạ, thì cái đó thì chắc có lẽ là nếu mà được thì cũng có thể đậu ké cây xăng hay sư phụ. Cây xăng đó người ta cho mình đậu không sư phụ? Dạ xin được. Dạ xin được. Nó xéo xéo qua bên chùa đó cô chú anh chị, đường đi vô. Dạ. Thì ở đây thì sao mà em thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn lại quá vậy đó. Dạ. Xem ra thì chắc có lẽ là con xin phép sư phụ. Dạ, bây giờ con xin phép con ra xe để con xin nhà hảo tâm hỗ trợ hết cho những hoàn cảnh mà còn lại mà người ta trong cái dịp xuân này. Người ta cũng lại người ta mong muốn là có phần quà xuân. Con sẽ xin nhà hảo tâm con gửi tiếp, rồi sau đó con sẽ xin phép sư phụ con đi xuống chùa Quan Âm. Tại vì trong buổi chiều nay con cũng có một buổi pháp bên đó. Vậy sư phụ ha. Sư phụ giữ gìn sức khỏe. Và hy vọng con sẽ gặp sư phụ trong khoảng thời gian sớm nhất. Và cũng mong là ngôi chùa của mình được nhà hảo tâm ở xa quê hương yêu thương giúp đỡ sư phụ vượt qua cái khoảng khó khăn sắp tới. Giúp cho sư phụ đỡ trăn trở hơn. Rồi. Cảm niệm công đức chú nhiều. Cảm niệm cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Nhà hảo tâm. Con phát tâm để phụ chung tay với chùa Phước Thọ. Chúc quý khán giả, quý nhà hảo tâm và chú Nhật Minh cũng được nhiều sức khỏe, bởi vì sức khỏe là quan trọng nhất. Thân tâm an lạc, được dạng sự cái tường như ý. Từ đầu năm tới cuối năm, chuẩn bước sang năm mới, cũng được nhiều dạng sự, nhiều được sự tốt đẹp, thành công trong cuộc sống. Con xin phép cảm ơn sư phụ nhiều. Rồi bây giờ cô chú anh chị ha, sẽ cùng với em cùng mời những hoàn cảnh khó khăn còn lại để ra. Em sẽ xin anh Chí là người tặng máy nghe pháp sẽ hỗ trợ những cái phần lì xì đến với những hoàn cảnh khó khăn còn lại cho nó trọn vẹn cái buổi phát thiện nguyện ngày hôm nay với tấm lòng của những nhà hảo tâm khác. Em mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Con xin phép sư phụ nha. Sư phụ duy trì sức khỏe và thay lời cảm ơn ở bên đó giùm con. Bây giờ thì có bên đó rồi, không sao, để bây giờ con. Nhưng mà chú cái gì cũng phải bỏ bụng trước, rồi xong mình mới đi làm việc làm sao là mình cũng phải phải ăn cơm. Rồi thì với cái tình thâm như một gia đình thì cũng phải dùng rồi mình mới đi được. Chứ còn hãy mình đi mình đâu thể nhịn đói cả tới chiều được. Vậy thì sư phụ vô trước, rồi con hỗ trợ cho bà con đây, rồi con sẽ vô sau. Con xin phép. Rồi, mời cô chú anh chị cùng đi với em ra ngoài xe nha. Mấy cô ngồi đây đi. Con xin cái máy niệm Phật. Hồi nãy qua thì nhận rồi mà chưa cái máy niệm Phật. Giờ con xin cái máy niệm Phật. Vậy là mình còn 4 hoàn cảnh thôi phải không ạ? Ngoại ngồi bên đây đi ngoại. Rồi cô ngồi đó luôn đi ha. Hồi nãy là em xin anh Chí là 7 triệu. Được rồi, em xin. Nãy em xin anh Chí là 7 triệu mấy em quên rồi. 7 triệu 6 hay 7 triệu 8? 7 triệu 6. 7 triệu 6. Rồi anh Chí ơi, em xin phép xin anh một tí nữa nha, để hỗ trợ cho trọn vẹn cho bà con khó khăn tại đây nha. Anh Chí đợi em chút xíu nha. Cô nãy cô nhận quà rồi, mình qua anh kia ngồi đi cô. Cô nhận cái máy thì chút xíu con đưa sau ha. Rồi. Ok chưa? Rồi. Thì anh Chí ơi, không biết nãy em mượn của anh 7 triệu 6 hay là 7 triệu 8 nữa. Thì giờ em lấy tiếp 1 triệu 4 cho nó, em tính khoảng 10 triệu hoặc 10 triệu 2 để hỗ trợ cho những hoàn cảnh mà kém may mắn còn lại.
để cho một cái ngày xuân nó vui vẻ và trọn vẹn hơn nha anh chị. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại cho con xem mặt đi. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, ngày bán được nhiêu tờ ngoại? 120. Dạ. Dạ. Năm mới con xin phép anh Chí ở Mỹ tặng cho ngoại phần quà nho nhỏ của ít lòng nhiều nha. Chúc ngoại năm mới sức khỏe và mua may mắn đắt. Ngoại ha. Cảm ơn ngoại. Rồi ngoại về ngoại đi bán tiếp tục nha. Dạ rồi. Dạ, con cũng xin anh thay mặt anh Chí dạ cho con xem mặt cái đi ạ. Dạ, tặng cho ngoại phần lì xì nho nhỏ nha. Của ít lòng nhiều. Năm mới chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi. Em mình còn, dạ mình về đi ngoại ha. Là em còn chiều rồi em còn 900 2 4 6 7. Rồi em xin phép gửi tặng cho chị giữ xe nha. Nãy giờ giữ cũng mấy trăm chiếc. Chúc chị năm mới sức khỏe với tấm lòng của anh Chí nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Rồi cái tặng cho cô. Rồi, chúc cô cũng năm mới sức khỏe với tấm lòng của anh Chí nha. Dạ cô bán gì vậy cô? Dạ, rồi cô về nghỉ ngơi nha. Của ít lòng nhiều em tặng cho anh nha. Dạ, còn năm hoàn cảnh. Dạ, của ít lòng nhiều nha chị ha. Dạ, chúc mấy chị sức khỏe nha. Của ít lòng nhiều nha, với tấm lòng anh Chí nha. Dạ rồi, rồi em xin hết nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, rồi thôi mấy chị đi bán nha. Dạ. Rồi thôi đi ra ngoài đừng thông báo ai vô, dạ. Dạ rồi, bây giờ con về. Mình cũng là lại cảm ơn cô, dạ, cảm ơn cô lắm, cảm ơn chú. Thì chân thành cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm đã hỗ trợ những cái phần quà cho bà con khó khăn trong cái dịp xuân, dịp Tết, năm mới sắp đến như thế này. Cũng cảm ơn các cô, các chú luôn, cũng đã giúp cho nhà hảo tâm. Và nhất là cảm ơn sư cô chủ trì đã sắp xếp một cái buổi phát trật tự nghiêm túc và dễ thương như thế này. Chân thành cảm ơn tấm lòng nhà hảo tâm nhiều lắm. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như là nhà hảo tâm một mùa xuân mới luôn gặp nhiều thuận lợi trong công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Chào tạm biệt cô chú anh chị và chúc sư phụ cũng như cô chú luôn giữ gìn sức khỏe của mình để tiếp tục công việc ý nghĩa này và cho đời. Dạ, dạ con xin hết. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì lâu lâu là em cứ bị cái vụ mà cái tiền gạo mà em quên trả cho bên chùa. Đó, thành ra là nãy em phát luôn, hết luôn 30 triệu tiền lì xì rồi. Đó, nhưng mà sư phụ, em nhờ sư phụ mua là 10 triệu, đáng lẽ chỉ phát 20 triệu tiền lì xì với 10 triệu tiền gạo thôi. Nhưng mà cái này là sơ suất của em là em bị quên, thành ra là em quyết định là em dùng 10 triệu để trả cho sư phụ. Dạ, sư phụ rất là hiền luôn cô chú anh chị. Hồi nãy là em, mặc dù em còn thiếu sư phụ 10 triệu, em tính đi luôn rồi mà sư phụ không nhắc gì chân. Tự nhiên em nãy em ngồi ăn, tự nhiên em nhớ ra quên nhà sư phụ mua tới 10 triệu tiền gạo lần, tương đương với 100 túi 5kg, 1kg 20 ngàn. Thì này là tấm lòng của con xin phép gửi lại sư phụ cái tiền gạo. Dạ, chúc sư phụ sức khỏe và hy vọng sư phụ sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm và hiểu và thông cảm cho sư phụ và chung tay sư phụ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hoặc là trong cái vấn đề xây dựng. Dạ, Phật cảm niệm Phật đức chú nhiều. À, cảm ơn sư phụ. Bởi vì thật ra nhiều khi mình phải làm việc phải có cái lòng tin. Dạ. Tin sâu vào thì mình mới gửi chung tay vô chú. Thì mình nghĩ có lòng tin không phải. Tại vì khi sáng điện là dạ, chỉ khi chơi coi chú đi tới đâu chú biết hay không. Dạ. Chứ tin chú. Dạ. Mà cho nên mình cũng không cần phải nhắc nữa. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Dạ. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng nhỏ tâm rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn sư phụ. Cũng mấy mà anh Thường Quân cũng chung tay với chú Nhật Khương thì chú cũng là một vị cũng thấy cũng tốt lắm á. Dạ, cảm ơn sư phụ lắm. Dạ, dạ. Hẹn gặp lại sư phụ vào một cái dịp gần nhất. Dạ. Với tấm lòng nhà hảo tâm đồng cảm với sư phụ. Dạ. Dạ, con xin phép. Dạ. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Dạ. Chào sư phụ.